Hôm nay cũng sẽ giới thiệu với các bạn về hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn thì bao gồm tim, hệ thống mạch máu và hệ bạch huyết. Trong đó trước khi đi vào bài học thì các bạn cần lưu ý các ký hiệu trên mô hình về mạch máu thì màu đỏ là ký hiệu cho động mạch và màu xanh là ký hiệu cho tĩnh mạch. Trước hết là tim. Tim là một cơ quan quan trọng của hệ tuần hoàn. Khối cơ rỗng này có màu đỏ hồng, mật độ chắc ở người trưởng thành. Đối với nam nó nặng khoảng 270g và đối với nữ thì khoảng 260g. Tim nằm trong lồng ngực, giữa hai phổi, trên cơ hoành, sau xương ức và tầm ức sụn sườn. Nó nằm phía trước các đốt sống ngực. Trục của tim là một đường hướng xuống dưới, sang trái và ra trước. Về hình thể ngoài của tim, tim giống một hình tháp ba mặt, một đỉnh và một nền. Ba mặt của tim đó là mặt trước hay còn gọi là mặt ức sườn. Mặt này có rãnh vành nằm ngang, chia mặt trước của tim làm hai phần. Phần trên là phần tâm nhĩ và phần dưới là phần tâm thất. Phần tâm nhĩ bị các tiểu nhĩ che lấp, đó là tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ trái, các cuống mạch lớn là thân động mạch phổi và động mạch chủ lên che lấp. Phần dưới của mặt trước, hai tâm thất phải và tâm thất trái được ngăn cách với nhau bởi rãnh gian thất trước. Phần tâm thất phải có một phần ụ lên, người ta gọi là nón động mạch. Mặt dưới của tim, mặt này nằm đè lên cơ hoành nên còn được gọi là mặt hoành. Mặt này cũng được rãnh vành, chia làm hai phần. Phần trên hẹp là phần tâm nhĩ và phần dưới là mặt dưới của các tâm thất. Tâm thất phải, tâm thất trái được ngăn cách với tâm thất phải bởi rãnh gian thất sau. Tim nằm hơi lệch sang trái nên hình thành nên một mặt nữa là mặt trái. Mặt này hay còn gọi là mặt phổi, liên quan với phổi và màng phổi bên trái. Về đỉnh tim hay còn gọi là mỏm tim, đỉnh tim nằm ở vị trí khoảng chết xuống dưới, sang trái và ra trước. Nó nằm ngay sau thành ngực, ở ngang với mức khoang liên sườn 5 trên đường giữa đòn trái. Và đây là vị trí thường nghe tim trên lâm sàng. Nền tim hay đáy tim hướng lên trên, ra sau và sang phải. Hai tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải được ngăn cách với nhau bởi một rãnh là rãnh gian nhĩ. Tâm nhĩ phải quay sang phải liên quan với phổi phải, nhận, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới và xoang tĩnh mạch vành đổ vào. Tâm nhĩ trái nằm lệch sang trái, đè lên thực quản, vì thế mà khi tim to thì gây ra các triệu chứng là nuốt khó. Tâm nhĩ trái nhận các bốn tĩnh mạch phổi đổ vào lần lượt là tĩnh mạch phổi trên bên trái, tĩnh mạch phổi dưới trái, tĩnh mạch phổi trên phải và tĩnh mạch phổi dưới phải. Ngoài ra thì trên nền tim, các bạn cần chú ý có hai van, đó là van động mạch phổi và van động mạch chủ. Hai van này là van ba lá hay người ta còn gọi là van tổ chim. Về hình thể trong của tim, tim được ngăn cách thành hai nửa phải và trái bởi các cái vách. Tâm nhĩ phải ngăn cách với tâm nhĩ trái qua vách gian nhĩ. Trên mặt phải của vách gian nhĩ có hố bầu dục, là di tích của lỗ bô tan trong thời kỳ thai nhi. Tâm thất phải được ngăn cách với tâm thất trái qua vách gian thất. Tâm nhĩ phải thông với tâm thất phải
qua một cái lỗ người ta gọi là lỗ nhĩ thất phải. Lỗ này được đậy bởi van ba lá, hay còn gọi là van tổ chim. Tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái. Thông qua lỗ nhĩ thất trái, lỗ này cũng được đậy bởi van hai lá. Các lá van thì được giữ cố định bởi các thừng gân. Về thành trong của tâm nhĩ thì mỏng và nhẵn. Thành trong của tâm nhĩ phải nhận tĩnh mạch chủ dưới, lỗ đổ của tĩnh mạch chủ trên và lỗ đổ của xoang tĩnh mạch vành. Tâm nhĩ trái, thành trong của tâm nhĩ trái nhận lỗ đổ của các tĩnh mạch phổi. Thành trong của tâm thất thì dày và sần sùi hơn rất nhiều so với thành của tâm nhĩ, do nó phải tống một lượng máu lớn đi đến nuôi các cơ quan trong cơ thể. Cấu tạo của nó bao gồm các gờ cơ, các cột cơ. Cột cơ hay còn gọi là cơ nhú. Cơ nhú là nơi bám của các thừng gân, giúp cho máu chảy một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Về mạch máu nuôi dưỡng cho tim, tim được nuôi dưỡng bởi hai mạch máu lớn, đó là động mạch vành trái và động mạch vành phải. Hai động mạch này tách ra từ động mạch chủ lên. Động mạch vành trái sau khi tách ra từ động mạch chủ lên đi lách giữa khe giữa tiểu nhĩ trái và thân động mạch phổi ra trước tận cùng bởi hai nhánh, là nhánh động mạch gian thất trước chạy tới đỉnh tim nằm trong rãnh gian thất trước, và một nhánh nằm trong rãnh vành chạy ra phía sau mang tên là nhánh mũ. Trên đường đi, nhánh mũ cho các nhánh, nhánh động mạch bờ trái. Và nhánh động mạch sau tâm thất trái. Động mạch vành phải sau khi tách ra từ động mạch chủ lên cũng lách giữa tiểu nhĩ phải và thân động mạch phổi sang phải ra sau và tận hết trong rãnh gian thất sau bởi nhánh động mạch gian thất sau. Trên đường đi, động mạch này cho các nhánh, nhánh nuôi cho nón động mạch, nhánh động mạch bờ phải. Hệ thống tĩnh mạch của tim, tĩnh mạch gian thất trước chạy từ đỉnh tim chạy lên trên vào rãnh vành, hợp với tĩnh mạch bờ trái thành tĩnh mạch tim lớn, thành tĩnh mạch tim lớn đổ vào xoang tĩnh mạch vành. Tĩnh mạch tim trước hợp với tĩnh mạch bờ phải tạo thành tĩnh mạch tim nhỏ và cũng đổ về xoang vành. Tĩnh mạch gian thất sau đi lên và đổ vào xoang vành, xoang vành phình to và đổ vào thành trong của tâm nhĩ phải như cô vừa chỉ vào lỗ đổ của nó ở bên phần trên. Ngoài ra thì xoang vành cũng sẽ nhận một số các tĩnh mạch nhỏ khác của tim. Động mạch chủ tách ra từ thành trong của tâm thất trái. Nó đi lên. Sang phải. Lên trên, đoạn này được gọi là động mạch chủ lên. Tới ngang mức góc ức thì nó đổi tên thành cung động mạch chủ. Cung động mạch chủ chạy chếch sang trái, ra sau và xuống dưới. Tới ngang với mức đốt sống ngực 4-5 thì đổi tên thành phần xuống của động mạch chủ.
Tương ứng ở ngực thì nó sẽ có tên là động mạch chủ ngực, và tương ứng ở bụng sẽ có tên là động mạch chủ bụng. Phần động mạch chủ lên, tách cho các bạn hai nhánh là động mạch vành trái và động mạch vành phải, nuôi dưỡng cho tim như cô vừa giới thiệu ở phần bên trên. Cung động mạch chủ hay còn gọi là quai động mạch chủ, nó tách cho các nhánh nuôi dưỡng cho đầu mặt cổ và hai chi trên lần lượt từ phải sang trái, đó là thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh trung trái và động mạch dưới đòn trái. Các bạn nhìn trên mô hình này, đây là cung động mạch chủ. Cung động mạch chủ tách cho các bạn ba nhánh, lần lượt là thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh trung trái và động mạch dưới đòn trái. Thân động mạch cánh tay đầu chạy đến bờ sau khớp ức đòn phải thì tách thành hai nhánh là động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đòn bên phải. Phần động mạch chủ ngực, các bạn nhìn thấy một số nhánh của động mạch chủ ngực trên mô hình, đó là nhánh nuôi dưỡng cho thực quản và các đôi gian sườn. Động mạch cảnh trung hai bên có nguyên ủy khác nhau. Cụ thể là động mạch cảnh trung phải sẽ tách ra từ thân động mạch cánh tay đầu ở sau khớp ức đòn phải, còn động mạch cảnh trung trái sẽ tách ra từ cung động mạch chủ. Động mạch cảnh trung hai bên tuy có nguyên ủy đường đi và liên quan khác nhau, nhưng các phân nhánh của nó nuôi dưỡng hầu hết cho phần đầu mặt cổ thì là giống nhau. Động mạch cảnh trung này chạy dọc thực quản và hầu hai bên đến ngang với bờ trên sụn giáp. Bờ trên sụn giáp thì nó tách lập cho các bạn hai nhánh, đó là nhánh động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Nơi tách chia đôi hai động mạch này thì nó hơi phình rộng nên được gọi là xoang cảnh. Động mạch cảnh ngoài đi từ xoang cảnh lên trên đến sau cổ lồi cầu của xương hàm dưới. Nó cho nhánh tận là động mạch thái dương nông. Và động mạch hàm trên là cái nhánh nhỏ mà cô chỉ. Đây các bạn nhìn, bên phía bên này ở lớp nông thì đây là động mạch thái dương nông. Động mạch thái dương nông lại tách ra một số ngành: nhánh trán, nhánh đỉnh và nhánh thái dương. Các bạn nhìn trên mô hình này để rõ hơn. Các nhánh của động mạch nhánh trán, nhánh đỉnh. Ngoài ra thì động mạch thái dương nông cũng sẽ tách ra một số nhánh, như ví dụ ở đây là nhánh gò má ở mắt. Trên đường đi, động mạch cảnh ngoài cho các bạn một số ngành bên, từ dưới lên trên lần lượt là động mạch giáp trên. Động mạch này tách hai nhánh, một nhánh nuôi dưỡng cho phần trên tuyến giáp và một nhánh tách cho thanh quản trên, nuôi dưỡng cho thanh quản trên. Một nhánh nhỏ đây là động mạch lưỡi, động mạch này đi qua các cơ đi lên nuôi dưỡng cho lưỡi và vùng sàn miệng. Nhánh tiếp theo là động mạch mặt. Động mạch mặt bắt chéo xương hàm dưới đi lên tách các nhánh nuôi dưỡng cho vùng mặt. Nhánh tai sau nuôi dưỡng cho da đầu vùng sau tai và nhánh động mạch chẩm nuôi dưỡng cho vùng chẩm. Các bạn có thể nhìn trên mô hình này. Đây, động mạch cảnh trung bên phải tách ra từ thân động mạch cánh tay đầu ở sau khớp đòn phải.
Động mạch cảnh trung trái tách ra từ cung động mạch chủ đi lên tận cùng bởi, ở đây các bạn nhìn thấy một nhánh tận của nó là động mạch thái dương nông. Các ngành bên của nó này lần lượt là động mạch giáp trên, động mạch lưỡi, động mạch mặt và động mạch trầm. Động mạch cảnh trong cũng có nguyên ủy từ động mạch cảnh trung. Nó bắt đầu đi từ xoang cảnh đi lên gồm 4 đoạn, đó là đoạn ở cổ, đoạn trong xương đá, đoạn ở xoang hang và đoạn trong não. Động mạch cảnh trong thì tận cùng bởi 2 nhánh tận. Khác với động mạch cảnh ngoài thì nuôi dưỡng cho vùng phía ngoài hộp sọ và vùng cổ. Còn động mạch cảnh trong thì nuôi dưỡng cho vùng bán cầu đại não. Động mạch cảnh trong tận cùng bởi 2 nhánh là động mạch não trước. Động mạch này nuôi dưỡng cho mặt trong của bán cầu đại não. Và động mạch não giữa sẽ nuôi dưỡng cho phần phía ngoài của bán cầu đại não. Trên đường đi thì động mạch cảnh trong cũng cho một số các ngành bên. Ví dụ như là các bạn tưởng tượng là có hai bán cầu đại não hai bên này. Thì đây là động mạch não trước của một bên và một bên nữa. Thì cái vị trí cái bút mà nối động mạch não trước hai bên như thế này, thì vị trí cái bút này chính là động mạch thông trước. Còn đây là động mạch não sau, là một ngành bên của động mạch đốt sống tách ra từ động mạch dưới đòn. Thì vị trí nối động mạch não sau hai bên, vị trí cái bút đây thì là động mạch thông sau. Và động mạch thông trước và động mạch thông sau là hai ngành bên của động mạch cảnh trong. Ngoài ra thì động mạch cảnh trong cũng cho một số các ngành bên khác. Ví dụ như đây là ở đoạn xương đá, thì động mạch cảnh trong cho một nhánh đi vào đây, nuôi dưỡng cho hòm nhĩ. Động mạch dưới đòn thì chủ yếu đóng vai trò dẫn máu tới các động mạch của chi trên. Động mạch dưới đòn hai bên thì có nguyên ủy khác nhau. Động mạch dưới đòn bên phải thì tách ra từ thân động mạch cánh tay đầu ở sau khớp đòn phải. Còn động mạch dưới đòn bên trái thì tách ra từ cung động mạch chủ. Tuy đây các bạn nhìn, động mạch dưới đòn bên phải tách ra từ thân động mạch cánh tay đầu. Còn động mạch dưới đòn trái là tách ra từ cung động mạch chủ. Hai động mạch này tuy có nguyên ủy khác nhau, đường đi khác nhau, nhưng phân nhánh của chúng là giống nhau. Động mạch dưới đòn cho các bạn các một số các cái nhánh từ trong ra ngoài: động mạch đốt sống, động mạch thân giáp cổ và động mạch thân sườn cổ. Phía bên này đây, động mạch đốt sống, động mạch thân giáp cổ và động mạch thân sườn cổ. Từ động mạch thân giáp cổ lại tách cho các bạn một nhánh là động mạch vai trên. Nhánh bên này là động mạch vai sau. Nhìn trên mô hình này này, động mạch dưới đòn cho 4 ngành bên: động mạch ngực trong hay còn gọi là động mạch hú trong, động mạch thân giáp cổ, động mạch thân sườn cổ và động mạch đốt sống. Động mạch thân sườn cổ lại tách một cái nhánh ngắn ở đây là động mạch cổ sâu, và một nhánh đi lên phía trên gian sườn đây này là động mạch gian sườn trên. Các bạn nhìn các cái động mạch lớn của chi trên, nó là một cái đường trục động mạch liên tục chạy tiếp theo từ động mạch dưới đòn. Tương ứng với từng đoạn thì nó có tên khác nhau. Ví dụ như ở đoạn trên từ điểm giữa bờ sau xương đòn đến bờ dưới cơ ngực to, đoạn này là động mạch nách. Từ bờ dưới cơ ngực to
đến dưới nếp gấp khỉu 2 cm. Đoạn này là động mạch cánh tay. Phía dưới cẳng tay, tận cùng của động mạch cánh tay, hai nhánh phía chạy dọc phía ngón út là động mạch trụ, và chạy dọc phía ngón tay cái là động mạch quay. Tận cùng bởi hai cung là cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Các bạn đi vào từng phần cụ thể. Động mạch nách thì chạy tiếp theo động mạch dưới đòn ở động mạch nách chạy tiếp theo động mạch dưới đòn ở bờ sau, điểm giữa bờ sau xương đòn. Nó tận cùng với động mạch cánh tay ở bờ dưới của cơ ngực lớn. Trên đường đi thì động mạch nách cho một số các cái ngành bên. Ngành bên này, động mạch nách đây. Cho một số ngành bên. Ngành bên thứ nhất là động mạch mũ cánh tay trước. Ngành bên thứ hai là động mạch mũ cánh tay sau. Động mạch mũ cánh tay trước và mũ cánh tay sau này ôm quanh cổ phẫu thuật của xương cánh tay. Nó cấp máu cho cơ vùng delta, cơ delta và tiếp nối với một số nhánh lên của động mạch cánh tay đầu. Nhánh lớn tiếp theo là động mạch vai dưới. Đây là một nhánh lớn của động mạch nách. Nó cấp máu cho vùng vai và tiếp nối với một số các cái nhánh động mạch vai trên như cô vừa trình bày và vai sau của động mạch dưới đòn. Ngoài ra thì động mạch nách còn một số các ngành bên khác như là động mạch ngực trên, động mạch ngực cùng vai và động mạch ngực ngoài. Nhưng trên mô hình này thì các bạn không nhìn thấy. Động mạch cánh tay chạy tiếp theo động mạch dưới đòn từ bờ dưới của cơ ngực lớn đến phía dưới nếp gấp khỉu 2 cm. Động mạch cánh tay cho các bạn một số các ngành bên. Động mạch cánh tay đây, từ bờ dưới cơ ngực lớn đến phía dưới nếp gấp khỉu 2 cm. Các ngành bên của nó này, động mạch cánh tay sâu, động mạch bên trụ trên. Các bạn nhìn bên trụ để xác định. Đây là ngón tay út, thế thì nó sẽ là bên trụ và đây là động mạch bên trụ trên. Động mạch này chạy cùng với cả thần kinh trụ. Và một động mạch nữa, đó là động mạch bên trụ dưới. Động mạch bên trụ dưới. Động mạch cánh tay thì nuôi dưỡng cho các cơ vùng cánh tay. Động mạch cánh tay chạy đến phía dưới nếp gấp khỉu 2 cm. Nó tận cùng với hai nhánh. Phía quay là động mạch quay và phía ngón út này là động mạch trụ. Động mạch quay chạy phía ngoài cẳng tay đến dưới mỏm chân quay, tách hai ngành bên này. Một cái nhánh đây là nhánh gan tay nông. Nó đi vào gan bàn tay để cấu tạo nên cung gan tay nông. Và một nhánh tận đi ra phía qua hõm lào giải phẫu qua mu tay để cấu tạo nên cung gan tay sâu. Trên đường đi thì động mạch quay cũng tách một số các cái ngành bên. Ví dụ như các bạn nhìn đây là động mạch cánh tay, tách cho các bạn hai ngành bên. Đây là động mạch trụ. Các bạn nhìn nhé, đây là tư thế động mạch cánh tay này. Tay ngửa đúng tư thế giải phẫu thì sẽ tách hai ngành bên là động mạch quay và đây là động mạch trụ. Còn bên này là tay, khi mà tay đang để ngửa và các bạn sấp thì xương quay bắt chéo xương trụ. Thế thì đây sẽ là động mạch trụ và bên này sẽ là động mạch quay. Thì trên đường đi này, ngành bên của động mạch quay cho các bạn một cái ngành bên quạt ngược lên đây. Người ta gọi là động mạch quạt ngược quay. Động mạch này đi lên kết hợp với nhánh bên quay của động mạch cánh tay sâu để nuôi dưỡng cho vùng khớp khỉu. Tương tự như thế thì động mạch trụ cũng từ phía dưới nếp gấp khỉu 2 cm thì động mạch trụ đi xuống nếp duỗi cổ tay và đi vào gan bàn tay cấu tạo nên cung gan tay nông. Trên đường đi thì động mạch trụ cũng tách cho các bạn ngành bên động mạch gian cốt chung. Động mạch gian cốt chung này lại tách hai nhánh, nhánh chạy phía trước cẳng tay đây là động mạch gian cốt trước và một nhánh đâm ra phía sau là động mạch gian cốt sau.
Tận hết của động mạch chi trên đó là hai cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Cung gan tay nông thì được cấu tạo bởi gì nhỉ? Nhánh tận của động mạch quay và nhánh gan tay nông của động, cô xin lỗi. Cung gan tay nông được cấu tạo bởi nhánh tận của động mạch trụ và nhánh gan tay nông của động mạch quay. Còn cung gan tay sâu thì được cấu tạo bởi nhánh tận của động mạch quay. Các bạn nhìn ngón cái này, thì đây sẽ là phía quay, nhánh tận của động mạch quay và nhánh gan tay sâu của động mạch trụ. Về phần tĩnh mạch, các cái tĩnh mạch sâu ở chi trên thì nó sẽ chạy cùng với động mạch và có tên giống với động mạch. Duy nhất chỉ có động mạch nách là có một tĩnh mạch sâu đi kèm, còn các cái động mạch khác thì sẽ có hai tĩnh mạch đi kèm. Về hệ tĩnh mạch nông, cô sẽ chỉ cho các bạn trên mô hình hệ tĩnh mạch nông. Các tĩnh mạch nông thì nằm ngay dưới da nên là các bạn có thể nhìn thấy được. Chúng được tiếp nối rộng rãi với nhau này. Ở mu bàn tay sẽ có mạng lưới tĩnh mạch mu tay thu nhận các cái mạch máu dầu CO2 từ mu đốt bàn tay đổ về. Còn ở phía gan tay thì sẽ có mạng lưới tĩnh mạch gan tay, nó cũng nhận máu dầu CO2 từ các đốt bàn tay đổ về. Từ mạng lưới tĩnh mạch mu tay và mạng lưới tĩnh mạch gan tay này, nó sẽ đổ lên và có 3 tĩnh mạch nông chạy lên. Các bạn nhìn lần lượt này, phía ngón út sẽ là tĩnh mạch nền, và phía ngón tay cái sẽ là tĩnh mạch đầu. Phía giữa cẳng tay này là tĩnh mạch giữa cẳng tay, 3 tĩnh mạch này chạy lên và đổ vào tĩnh mạch dưới đòn. Đó là hệ thống tĩnh mạch của chi trên. Một phần nữa đó là phần động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng thì tiếp theo động mạch chủ ngực ở lỗ động mạch chủ của cơ hoành. Động mạch chủ cho các nhánh nuôi dưỡng cho thành bụng và tạng bụng. Một số các cái nhánh tạng bụng của động mạch chủ bụng nhìn từ trên xuống dưới là động mạch thân tạng. Nó tách ra ở ngang mức đốt sống ngực 12, chia các nhánh nuôi dưỡng cho gan là động mạch gan trung, một nhánh nuôi dưỡng cho dạ dày là động mạch vị trái. Ngoài ra thì còn có động mạch lát nữa, ở nửa mô hình này thì các bạn không nhìn thấy. Động mạch mạc treo tràng trên tách ra ở ngang mức đốt sống thắt lưng L1, nó nuôi dưỡng cho hầu hết ruột non và một phần của đại tràng lên. Động mạch mạc treo tràng dưới, nó nuôi dưỡng cho hầu hết đại tràng. Hai động mạch thận, bó mạch sinh dục. Đối với nam thì sẽ là động tĩnh mạch tinh hoàn, và đối với nữ thì sẽ là động tĩnh mạch buồng trứng. Các bạn nhìn trên mô hình này, động mạch chủ bụng đây. Động mạch chủ bụng tách 3 nhánh là động mạch thân tạng. Thân tạng tách 3 nhánh này, động mạch gan trung đi vào nuôi dưỡng cho gan. Động mạch vị trái, động mạch vị trái nuôi dưỡng cho dạ dày. Và động mạch lách, một số nơi còn gọi là động mạch tụy. Cô xin lỗi, động mạch tỳ. Một số nơi gọi là động mạch tỳ. Động mạch này chạy vắt ngang qua bờ trên của tụy ra nuôi dưỡng cho lách. Động mạch mạc treo tràng trên, động mạch mạc treo tràng dưới, hai động mạch thận và động mạch cùng giữa. Các bạn nhìn trên mô hình tiêu hóa này, đây chính là động mạch lách, nó chạy bắt ngang qua bờ trên tụy đây.
động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới. Động mạch chủ bụng chạy tới ngang đốt sống thắt lưng L4-5 thì nó tách cho hai ngành bên là động mạch trậu trung phải và động mạch trậu trung trái. Động mạch trậu trung lại chia làm hai nhánh là động mạch trậu ngoài đi xuống nuôi dưỡng cho phần chi dưới và động mạch trậu trong. Động mạch trậu trong đi vào nuôi dưỡng cho các tạng vùng tiểu khung. Đây, động mạch trậu trung tách hai nhánh là động mạch trậu ngoài và động mạch trậu trong. Về động mạch trậu trong, động mạch chạy trậu trong chạy đi vào phía trong phân làm hai nhánh. Đây là phân nhánh trước và phân nhánh trước và phân nhánh sau. Đây, phần thân bé là phân nhánh sau. Phân nhánh sau này chạy đi đến tận cùng là động mạch mông trên. Động mạch mông trên chạy qua khuyết ngồi lớn của xương chậu, nó vòng ra phía sau, nằm phía trên của cơ hình lê đây, và đây là động mạch mông trên. Nó nuôi dưỡng cho các cơ vùng mông, cơ mông lớn, cơ mông nhỡ và cơ mông bé. Phân nhánh sau cho hai nhánh bên là động mạch chậu thắt lưng đi lên. Động mạch đi lên đây, động mạch chậu thắt lưng. Và một nhánh nằm vắt ngang qua đám dưới cùng là động mạch cùng bên. Tương tự như phân nhánh sau, phân nhánh trước đi xuống tận cùng bởi động mạch mông dưới. Động mạch mông dưới cũng chui qua khuyết ngồi lớn của xương chậu và vòng ra phía sau mông, nằm phía dưới của cơ hình lê. Các ngành bên của phân nhánh trước lần lượt là động mạch rốn, động mạch bàng quang trên, động tĩnh mạch bịt nằm vắt ngang đây, động tĩnh mạch bịt, động mạch bàng quang dưới, động mạch trực tràng giữa và một nhánh đâm ra sau. Các bạn tưởng tượng chỗ này này, một nhánh đâm ra sau chỗ đầu bút cô chỉ là động mạch thẹn trong. Về các cái phân nhánh của phân nhánh trước thì động mạch ở mô hình đáy chậu của nam và mô hình đáy chậu của nữ thì có sự khác biệt. Các bạn lưu ý khi học mô hình đáy chậu nữ thì sẽ có thêm động mạch tử cung để nuôi dưỡng cho tử cung. Đây là động mạch chậu ngoài. Động mạch chậu ngoài chạy dọc theo cơ thắt lưng lớn đi xuống điểm giữa của dây chằng bẹn. Đây là dây chằng bẹn. Đi xuống điểm giữa của dây chằng bẹn thì nó đổi tên thành động mạch đùi. Động mạch đùi này chạy trong tam giác đùi, vòng ra phía sau. Ở lỗ gân cơ khép thì đổi tên thành động mạch khoeo. Động mạch khoeo chạy xuống dưới bờ dưới của cơ khoeo thì tận cùng bởi hai nhánh là động mạch, đây là động mạch chảy sau và động mạch chảy trước. Động mạch chảy trước đi xuống tận cùng đổi tên là động mạch mu chân, và động mạch chảy sau thì đi xuống sẽ đổi tên thành động mạch gan chân trong và động mạch gan chân ngoài. Các bạn đi vào từng phần cụ thể. Về động mạch đùi, động mạch chậu ngoài đến điểm giữa dây chằng bẹn thì nó sẽ đổi tên thành động mạch đùi. Động mạch đùi cho chúng ta bốn nhánh nông và hai nhánh sâu,
Trong đó các bạn nhìn thấy một số các cái nhánh trên mô hình. Các nhánh nông này, động mạch, thượng vị nông, động mạch thẹn ngoài nông, động mạch thẹn ngoài sâu. Đây là hai động mạch riêng nhé, nhưng mà trên cùng một mặt cắt thì các bạn không phân biệt được nông và sâu, nên gọi chung chỗ này là động mạch thẹn ngoài nông và sâu. Ngoài ra thì có một nhánh nông nữa, đó là động mạch mũ trộn nông, nhưng ở đây thì các bạn không nhìn thấy. Về nhánh sâu thì động mạch đùi cho chúng ta hai nhánh sâu. Đây, phần phía trên này là động mạch đùi sâu, động mạch đùi sâu. Và phía dưới là một nhánh bên nữa, nhánh bên nhánh sâu nữa là động mạch gối xuống. Động mạch đùi sâu này, động mạch đùi sâu đây. Động mạch đùi sâu thì tách làm hai nhánh, đó là nhánh mũ đùi trong và nhánh mũ đùi ngoài. Trên mô hình này thì chỉ nhìn thấy nhánh mũ đùi ngoài. Đây là hai nhánh của mũ đùi ngoài. Nhánh lên và nhánh xuống của mũ đùi ngoài. Ngoài ra thì mũ đùi ngoài có nhánh ngang nữa. Các bạn nhìn trên mô hình này. Đây là động mạch đùi. Động mạch đùi tách cho chúng ta ở đây nhìn thấy động mạch đùi sâu. Chỗ cô chỉ là động mạch đùi sâu. Động mạch đùi sâu lại tách nhánh mũ đùi ngoài đây. Hai nhánh của mũ đùi ngoài đây. Và một cái nhánh nhỏ đâm ra phía sau này này. Là mũ đùi trong. Mũ đùi trong đâm ra phía sau, nằm phía dưới của cơ vuông đùi. Các bạn nhìn. Động mạch mũ đùi trong đâm ra phía sau đây. Nhánh mũ đùi ngoài của động mạch đùi sâu thì lại cho ba nhánh. Là nhánh lên đây, nhánh ngang không thấy và nhánh xuống. Chạy tiếp theo động mạch đùi từ lỗ gân cơ khép là động mạch khoeo. Các bạn nhìn định hình này. Đây là phía trước của tư thế giải phẫu, mặt trước của chân. Thế thì động mạch khoeo, các bạn nhìn đây là mặt ngoài và đây là mặt ngoài và đây sẽ là mặt trong. Động mạch khoeo cho chúng ta các cánh hành bên. Phía ngoài này có động mạch gối trên ngoài, động mạch gối dưới ngoài. Xoay vào phía trong thì sẽ là động mạch gối trên trong, động mạch gối dưới trong. Đây các bạn nhìn. Đây, phía ngoài đây. Động mạch gối trên ngoài, động mạch gối dưới ngoài, động mạch gối trên trong và động mạch gối dưới trong. Hệ thống động mạch ở khoeo này nó nối với nhau ở quanh khớp gối để nuôi dưỡng cho khớp gối, người ta gọi là đám rối bánh chè. Động mạch khoeo chạy xuống tới bờ dưới của cơ khoeo thì nó đổi tên tận cùng bởi hai nhánh là động mạch chày sau và động mạch chày trước. Các bạn định hình vị trí không gian của chân thì đây là mặt trước, thì đây sẽ là động mạch chày trước. Động mạch chày trước thì nuôi dưỡng cho vùng cẳng chân trước. Ngoài ra thì nó cũng sẽ tách một số các cái nhánh quạt ngược lên, người ta gọi là nhánh quạt ngược chày trước, đi lên để nuôi dưỡng cho vùng khớp gối. Động mạch chày trước này chạy đến giữa nếp gấp cổ chân. Nếp gấp cổ chân đây thì nó sẽ đổi tên thành động mạch mu chân, nhưng ở đây các bạn không có thấy. Động mạch mu chân nuôi dưỡng cho vùng mu chân. Còn động mạch chày sau thì nuôi dưỡng cho vùng cẳng chân sau. Nó đi tới mặt trong của xương gót. Xương gót này, đến mặt trong của xương gót thì tận bởi hai nhánh là động mạch gan chân trong và động mạch gan chân ngoài, nhưng ở đây thì các bạn cũng không thấy. Các bạn nhìn trên mô hình này này. Động mạch đùi đi xuống đổi tên thành động mạch khoeo và đây là động mạch chày sau, động mạch chày trước. Động mạch chày trước đến giữa nếp gấp cổ chân thì đổi tên thành động mạch mu chân. Còn động mạch chày sau thì đổi tên thành động mạch gan chân trong và gan chân ngoài. Đây, động mạch chày trước đây. Về hệ thống tĩnh mạch. Các tĩnh mạch sâu của chi dưới thì cũng đi kèm với động mạch tương tự như ở chi trên. Mỗi động mạch thì sẽ có hai tĩnh mạch sâu đi kèm và có tên giống với động mạch.
Về hệ tĩnh mạch nông của chi dưới thì các cái hệ thống tĩnh mạch ở phần mu chân nó sẽ đổ về mạng lưới tĩnh mạch mu chân, còn ở phần gan chân sẽ đổ về mạng lưới cung tĩnh mạch gan chân. Các cái mạng lưới tĩnh mạch mu chân và gan chân này sẽ đi lên và đổ vào hai tĩnh mạch lớn, đó là tĩnh mạch hiển lớn. Tĩnh mạch hiển lớn đây. Và tĩnh mạch hiển bé. Hai tĩnh mạch này đi lên và đổ vào tĩnh mạch đùi ở vị trí khoảng chỗ dây chằng bẹn. Đó là toàn bộ vị trí mạch máu chi dưới cũng như là tĩnh mạch chi dưới.